Rồi em xin chào tất cả anh em mình ha. Em với nhớ nè, Chuyển nè, sẽ lên tiếp cho anh em bốn cái máy Magu nè anh em. Sao cái dòng này em khoái nó quá. Đó là đem quay chi tiết từng cái cho anh em mình xem có cái nào ủng hộ em được không ha. Chiếc tiên cái đầu tiên này là cái Magu này 26 23 với con dòm như bác đi nhớ. Tôm cần thì quá ok luôn. Này ta lái đầy đủ hết anh em ơi. Máy này còn rất là đẹp luôn. Tôi chưa nhận biết được. Này Magu 26, nòng 4 ốc là 26, nòng 2 ốc là 32. Này Magu 26 anh em ơi. Cái bô này cái bô sáng giới luôn. Rất là đẹp. Bình xăng còn nguyên zin nha anh em. Đầu bò ta lái thì đầy đủ hết. Máy này em thấy nó liền lạc quá luôn nè. Cái bình xăng còn trắng quá anh em ơi. Bình xăng còn đẹp quá. Tim nó màu đỏ nên cái nó đỏ với màu trắng cái nó nhìn nó đẹp quá. Rồi bắt nhờ con test cái chị nhớ. Rất là nhai. Rồi con giật đây. Cái này á anh em xài phát cỏ cũng ok, mà đặc biệt là anh em tới tháng hạn anh em gắn cái tu hít thì anh em có bán cái tu hít luôn ha, là anh em tưới nước, anh em trồng theo bờ vuông á, thọt cái tu hít nó xuống dưới mình chạy lên mình tưới nước, hoặc là con số anh em dùng bắt chuột á, gắn cái tu hít lại hàng chuột đưa vô hụ hụ tí xíu là nước linh láng luôn. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em mình luôn ha, mấy này em bán anh em là 1,8 triệu. À, tặng kèm theo 4 món là một dĩa phát cỏ tròn, một cọng dây quẩy, một dĩa phát cỏ tròn nha anh em, lưu ý em chơi tròn không à, một cọng dây quẩy nè, một cái cây mở bu ghi với một cây lục giác là 1,8 triệu em bao ship nha anh em. Nếu này anh em mua tại chỗ thì chắc tầm có 1,6 triệu à, bị cái này với tiền phí ship là nó có khoảng 200 nha anh em. Rồi em tiếp tục lên cho anh em cái con thứ hai. Cái này em quên ghi số, anh em có mua được cái máy nào thì anh em chụp cái màn hình lại giùm em nha. Thôi còn bút lông không? Con ghi cây này số 21 nè, cây đỏ nè. Này 22, cái này Magu 23 sát lớn nè. Bình xăng zin. Luôn cái màu đen nhìn nó quá trời hầm hố anh em ơi. Cái này thì nó có cái công tắc trên đây nè. Cái này thích hợp cho anh em mình tay ra zin luôn, nhìn đẹp quá. Này con ghi 22, ừ nhìn số cũng còn ghi đẹp lắm nè, cái bình xăng còn trắng phiếu anh em ơi. Cái này mà anh em rửa kỹ ha, về anh em có thời gian rửa ra nhìn rất là đẹp. Chập giật thì 5 ốc rất là chắc chắn luôn, ốc ở trong còn dằn nín nè. Đầu bò tay lái thì bên đây em bao đầy đủ hết cho anh em nha. Rồi bắt nhờ con test một cái nhé. Quá nhạy. Máy này chụp bóc luôn kìa. Quá im anh em ơi. Máy này quá im luôn. Máy này anh em gì? Phát cỏ mới đá nè. Máy này trợ lực mà thêm sắt lớn nè. Cái này em bán anh em 1,7 triệu. 1,7 triệu tặng 4 món này nha anh em. Anh em nhớ là cây số 22 ha, là 1,7 triệu bao ship với tặng 4 món. Rồi để cây số 23. Cái này là Magu 23, cái này không có cho lực. Cái này chụp giật thiếu con ốc luôn. Cái này mấy đứa con nó bổ sung con ốc nha. Đặc biệt cái máy này quá mới luôn. Cái bô còn trắng tinh rồi ta. Bình xăng zin nó còn gì nữa nè. Cây số 23. Tay lái thiết kế trên công tắc thiết kế trên tay lái. Cái này thì thiếu cảm giác nữa, mấy đứa con gắn nó cảm giác vô nha. Này không có cảm giác cái nó dằn cỏ dữ lắm. Số 23. Rất là đẹp anh em ơi. Lộn 21 thôi thì con ghi phủ lên thôi, chủ yếu cho bà con mình nhớ được rồi. Đấy không sao đâu con, cứ ghi thoải mái đi. Thì cứ số 21 rồi gửi đi cái dùng màu xanh nó được rồi. Rồi. 24 rồi đó.
Cái này vì lý do tụi em xịt dầu mà tụi em không rửa nó sình gì nha. Rồi nhờ con test cái nhớ. Quá nhạy. Quá nhạy anh em ơi. Con dắt con dứt lại cho bà con rồi đây. Con dắt con giật lại cái độ nhạy nó còn không? Quá ok. Cái này em cũng bán cho anh em 1.800.000 nha. Này Magu 23, 26 23 vậy là cái này em bán cho anh em 1.700.000. Em tặng 4 món. Thì anh em mua tại chỗ nó còn tầm có khoảng 1.550.000 nữa nè. Mấy này số 23 mà còn cuối cùng là con số số 24 này anh em. Cái con này là con sót trong cái lô màu tím chứ rồi nè. Hôm nay em bán rẻ cho anh em mình luôn ha. Đầu bò chán kẹp thì nó còn đầy đủ chưa. Còn cái cảm giác này thì anh em nào chốt mình nữa em gắn lại cho anh em nha. Tay lái, công tắc, tay ga rồi đầy đủ hết. Nó còn sót là con cuối cùng trong cái lô chứ rồi. Cái máy này nó có một điểm yếu duy nhất nha anh em. Để nói anh em là nó gãy cái bát gam ti. Đây bát gầm tì vô nè. Em bán rẻ cho anh em mình luôn. Nhưng máy thì em bảo đảm anh em là nguyên zin. Nhờ con test giùm mới nhớ. Bột lát hay kêu. Bột lát này hay kêu. Con giật lại con. Cái này là nó hai, em thấy nó có hai điểm. Một là cái bọc lắp nó khu ở mặt cây nè. À, thứ hai nó là cái bát lên ra nó không, cái bát mà chỉnh gam thì nó không có. Nó hai điểm yếu. Cái này em bán cho anh em 1.200.000 bao ship với tặng 4 món nha anh em. Còn nếu mà anh em mua tại chỗ thì nó chẳng cỡ tầm 1.500.000. Em bán em thu hồi vốn lại ha. Cái này nó hơi kêu nhưng mà mình nghe thì hơi khó chịu. Còn em nào muốn thay thì nhắn tin alo em nha. Rồi phụ em tiếp em mít. Là em sẽ thay cái bọc lắp này. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn con anh chị. Cảm ơn anh Thợ Nhớ, anh Thợ Nhớ. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em ơi. Em rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như đóng góp ý kiến của bà con cô bác mình nha. Chào tạm biệt anh em.